bắt hai kẻ cho vay nặng lãi. Hôm nay, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã tạm giữ Hồ Sĩ Vọng, 50 tuổi, trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, cùng Nguyễn Hữu Thủy, 41 tuổi, trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Cả hai làm nghề kinh doanh bất động sản, lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người có nhu cầu vay tiền. Từ năm 2022 đến nay, Vọng và Thủy đã cho nhiều người vay với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng 1 triệu trên một ngày. Sau một thời gian theo dõi hoạt động của các đối tượng, Công an thị xã Hoàng Mai đã phá chuyên án, bắt giữ hai người này. Tiến hành khám xét nơi ở của Vọng và Thủy, lực lượng công an thu giữ hơn 256 triệu đồng, một xe ô tô, hai điện thoại di động, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi. Qua đấu tranh bước đầu cùng thông tin các bị hại cung cấp, cơ quan công an làm rõ số tiền cả hai cho vay trên 1,65 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 630 triệu đồng.